Bác nhá, hôm nay nông cơ Anh Thư lên clip giới thiệu cho mọi người lô máy cưa xích Nhật bãi giá rẻ này. Số điện thoại cửa hàng bên em là 0969 333 163. Số điện thoại bên em có sử dụng Zalo các bác nhá. Cái lô này sẽ có vài cây thôi, sẽ có Echo 41 này, Siwa nhá, một con Siwa rất là đẹp, Siwa Echo 362 Estin này, đây là hai con Makita nhá, hai con Makita. Rồi khi các bác mua hàng bên em, cái sản phẩm theo kèm sẽ gồm có cái rũa này và cái tuyếp nhé. Bên em ship ra bán thì có giao hàng toàn quốc các bác nhé, có giao hàng toàn quốc. Bạn nào xem clip thì cho em xin like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo. Rồi thì đầu tiên ngày hôm nay thì giới thiệu cho anh em hai cái đầu máy cưa xích Nhật bãi này. Hai cái đầu này thì có con Echo này là Echo 451 này, con này thì bao hơi bao lửa nhé, dành cho bác nào về mà mình muốn mua cái đầu máy rẻ ạ, mình có làm xích rồi thì mình mua máy về chạy thì các bác có thể lựa chọn nhé. Con này thì các bác về vệ sinh bình xăng con là nổ thôi. Bên em bao hơi bao lửa con này cho bác nhé. Bán anh em giá con này là 800 ngàn, bao phí ship luôn. Rồi tiếp theo số 2 cũng là con Echo lớn này. Con này con Echo 701 nhé. Đấy các bác nào con này động cơ rất là lớn nhá, 70cc luôn, 70cc rất là mạnh luôn. Con này thì bên em đã dọn nổ nhá, con này thì đã dọn nổ ok cho các bác rồi. Đấy, các bác nào mua về ấy ạ, mình để mình cắt gỗ này. Hay là các bác nào mà mua về chế đồ chế xe nhá thì các bác có thể lựa chọn con này. Công suất rất là lớn, 70cc luôn. Đấy, một con mạnh hơn cả con xe máy xe Super Cup là 50, con này lên tới 70cc luôn. Con này cũng bán anh em giá 800 ngàn bao phí ship nhá. Bao phí ship nhá. Đó. Đây. Rồi. Em xin phép giới thiệu chi tiết luôn cái lô máy cưa xích hoàn chỉnh ngày hôm nay nhá. Lô máy cưa xích hoàn chỉnh ngày hôm nay thì đầu tiên ngày hôm nay giới thiệu cho anh em một con đến từ thương hiệu Makita. Con này Makita 34cc này, lòng 38 ly nhá. Con này thì thích hợp cho anh em các gia đình, nhá. Con này thì lam 30 xích là xả xích chung 91. Làm xích chung 91. Con này tích hợp bơm xăng phụ nhá. Tích hợp xả áp này cho các bác, khi các bác đóng vào các bác nổ, các bác đóng xả áp à. Giật rất là nhẹ nhàng, rất là dễ nổ các bác nhá. Đó, con này thì máy sản xuất tại Đức nhá. Máy sản xuất tại Đức, xuất sang thị trường Nhật Bản. Đấy, máy rất đẹp. Con này trọng lượng chỉ là 4 cân rưỡi thôi. Con này thích hợp cho anh em các gia đình. Hàm dòng, hàm riếc rất là đẹp. Quay nóng đứng này. Rồi bao các bác tiết kiệm nhiên liệu luôn. Bao tiết kiệm nhiên liệu luôn các bác nhá. Rất là tiết kiệm nhiên liệu và rất là nhẹ. Đấy, ok, test nổ tiếng máy con số 1 cho bác. Nhưng con này giá là 1.400.000 bao ship nhá. Ok, CR1 1.400.000 thôi, quá là rẻ luôn. Tiếp theo số 2 thì nó cũng cùng cái thông số con số 1, đều là máy Makita sản xuất tại Đức nhá. 33cc, nòng 37-38 ly. Con này thì lam của nó làm dài hơn chút xíu, lam 35, xích là xả xích chung 91, có hàm rồng này các bác này. Đấy, con này thì bán anh em giá là đi 1.500.000, có van xả áp nhá. Test nổ này. Ok, 1.500.000 thôi, bao phí ship tận nhà cho bác nhá. Các gia đình thì cực ngon luôn, cực kỳ lợi xăng. Ok, tiếp theo số 3 ngày hôm nay bán cho anh em con Estin 011 này, con Estin nhá. Con này 011, con Estin tay dài. Con này là công suất của nó rất là lớn. 41cc, cắt cực kỳ mạnh luôn. Đời này là sản xuất tại Đức này, sản xuất tại Đức nhá. Xài IC rất là ngon luôn. Con này làm nó làm 45 luôn nhá. Xích là xài xích 91 này. Xích thì em đã lên xích mới cho các bác về xài này. Đã lên xích mới nhá. Đó. Nữa nhá, con này có thắng xích này, có thắng xích cho các bác nhá. Có thắng xích, con này cắt thì quá là ngon luôn. Các bác đi cắt keo cái thoải mái luôn nha các bác nhá. Estin 0011 này. Estin thì nó là một cái thương hiệu rất là nổi tiếng rồi.
thương hiệu hàng đầu của những cái dòng máy cưa. Đấy, thương hiệu hàng đầu luôn. Ok, test nổ cho bác con số 3 này. Con này giá chỉ là 2 triệu bao phí ship cho bác, trọng lượng là cả lăng và xích vào là 5 cân các bác nhá. Có thể cảm nhận cái tiếng căng ti của máy ạ, rất là bốc nhá, rất là giòn luôn. Con này bán anh em giá là 2 triệu bao phí ship nhá, quá đẹp luôn. Rồi tiếp theo số 4 này con đến từ thương hiệu Echo. Con này Echo 362 36cc, dòng 40 ly các anh nhá. Con này thì khai thác đấy, dành cho anh em hay đi khai thác chuyên nghiệp, mình đi cắt xẻ rất là khỏe luôn. Vành gỗ 230, đường kính tầm 450 thoải mái nha các anh nhá. Đó. Con này thì lam của nó lam 35 nhá, lam của nó lam Latin luôn này, lam Latin, xích là dài xích trùng chân 325 các anh nhá. Lam Latin, xích là dài xích trùng chân 325 này. Đó. Cái trọng lượng của nó là 5 cân rưỡi nhá. Trọng lượng 5 cân rưỡi đấy, rất là dễ dàng cho các bác di chuyển thôi. Con này cắt rất là mạnh luôn nhá. Đấy. Nó đời này nó xài rất là ngon, được rất được các bác ưa chuộng luôn. Rất là lợi sàng lượng máy. Rất là bốc. Ok, test nổ tiếng máy con số 4 này. Con này giá 2 triệu 4 bao phí ship cho các bác nhá. Rồi, tiếp theo. Số 5 này là một con đến từ thương hiệu Sinoa. Con này Sinoa Short nhá, 1036, đời mới nhất nhá. Đời này rất là mới. Con này thì máy móc mới 95% luôn cho các bác nhá, rất là đẹp. Có bơm xăng phụ nhá, có bơm xăng phụ. Đặc biệt thì nó có xài trợ lực lớn này, xài trợ lực lớn nhá. Giờ rất là nhẹ nhàng luôn. Có thắng xích nhá. Thắng xích thì vẫn còn hoạt động bình thường. Hai ốc giữ lam này, rất là đẹp, rất là đẹp. Con này lam của nó lam 45 luôn, lam zin nhá, xích zin. Xích con này sáng xích 91, xích con này mới tầm 95% luôn. Đó, con này chắc thì cắt 1-2 lần thôi. Đấy, rất là đẹp. Hàm dòng hàm riếc nhá. Con này thì cái lam của nó bị chảy dầu vào cho nên là nhìn nó hơi bị bay màu tí thôi. Lam rất còn bao các bác là cái đầu lam này. Đấy, như chưa xài luôn. Siwa 1036S nhá. Made in Japan nhá. Cái này thì thích hợp cho anh em các gia đình. Các bạn muốn xài những cái hệ VIP ấy. Hệ này là thuộc hệ VIP rồi. Cực kỳ bền và cực kỳ ngon nhá. Máy rất là mạnh luôn. Rất là lợi xăng. Cái này thì nó có cả nguyên cả cái ốp lam của nó về nhá. Đấy, cái này thì em chưa có vệ sinh qua này. Các bạn nhìn này, đấy, về đất nguyên đất Nhật nhá. Giờ bẩn. Vệ sinh xì phát qua là rất là sạch luôn. Đấy. Cái này thì bán anh em giá 2.800.000. 2.800.000 bao phí ship tận nhà cho bác nhá. Đây, em sẽ test nổ tiếng máy cho bác này. Ok, rồi. Tiếp theo cuối cùng ngày hôm nay giới thiệu cho anh em một con Echo 441. Dành cho các bác là đi khai thác chuyên nghiệp nhá. Dành cho các bác là chuyên đi khai thác chuyên nghiệp. Một con Echo 44cc luôn. Máy lớn. Lam con này là lam 560 nhá, lam 60 lam nối này. Lam 60 lam nối các bác nhá. Xích con này xài xích 325. Xích xài xích trung chân 325 các bác nhá. Xích trung chân 325. Đó. Cái này thì G6 này giá 2.600.000 nhá, một con Echo 441 luôn. Cực kỳ mạnh luôn nhá. Dòng Echo này thì nó là cái dòng rất là mạnh rồi, rất là ưa chuộng, đặc biệt là nó rất là bền. 44cc luôn, xẻ rất thoải mái nhá. Hệ khai thác rất là khỏe. Trọng lượng con này là cả lao cả xích là rơi tầm 6 cân rưỡi. Đó, 6 cân rưỡi. Ok. Rồi, sẽ test nổ tiếng máy các bác cho các con số 6 nhá, con này giá 2.600.000 bao ship nhá. Công tắc này, công tắc nằm đây.
Rồi, ok. Đó, con này giá 2,6 triệu nhá. Đó. Rồi, em xin phép kết thúc clip đây. Bạn nào quan tâm sản phẩm có thể liên hệ qua số điện thoại cửa hàng bên em nhé. Cảm ơn tất cả mọi người. Xin chào tất cả mọi người nhé.